Nghe vợ nói chiêu đãi món mới, anh chồng vô cùng háo hức cho đến khi món ăn được bày lên dĩa. Theo đó, anh chồng may mắn nhất hành tinh đã được chị vợ cất công lên mạng học hỏi và nấu ngay cho anh một món cà ri độc đáo nhất thế giới. Chào quý khách đã đến với nhà hàng chị Minh Anh. Ngay khi món ăn được đưa ra dĩa, anh chồng đã tái xanh mặt mày vì hình dạng cũng như là màu sắc vô cùng ấn tượng. Gặp nhau rồi, thật khó lìa xa. Bao tâm sự còn đang dang dở. Thật vô nghĩa. Riêng phần chính của món ăn đã đủ khiến cho người xem cảm thấy 10 phần quan ngại. Cho đến khi chị vợ đổ thêm nước sốt đặc biệt lên nữa thì món ăn trở nên hoàn hảo và đặc sắc gấp 10 lần. Thậm chí nhiều người sau khi xem qua hướng dẫn cách nấu của chị vợ đã cảm thấy điềm bất lành dành cho anh chồng. Nhưng mà sau khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh thì cộng đồng mạng cũng cảm thấy ấm lòng. Một số bình luận được mọi người để lại công nhận kỹ năng nấu nướng và năng khiếu nghệ thuật của chị vợ đạt ở cái tầm vũ trụ rồi. Sao mà tôi mi là nguyên liệu chắc cũng phải chuẩn 100% thì thành phần ra mới có thể chuẩn nghìn phần nghìn như vậy chứ. Hồi nào giờ cứ ăn sợ trúng hàng giả, riêng phần này lại sợ ăn nhầm hàng thật. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.